Chào các bạn, thì đây là gì ạ? Hôm nay trung tâm chúng tôi đưa 5 bạn học viên xuất cảnh và có 2 bạn nữ. Thì bạn nữ vừa rồi là bằng hóa, còn bạn này là bằng cơ khí đúng không ạ? Cơ khí. Đúng rồi. Thì là bạn sẽ giới thiệu một chút về bản thân mình nhé. Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Bình Tuy, năm nay 31 tuổi, mình đến từ Huế. Đi kỹ sư của trung tâm HTT. Bạn có bằng gì ạ? Bằng cơ khí bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm. Đó, bạn ấy gì ạ? Bằng cơ khí và đi đơn hàng là quản lý chất lượng sản phẩm đúng không ạ? Đúng rồi. Cơ duyên nào thì bạn ấy đến với cả Nhật ngữ HTT ạ? Cái này là chị ở trung tâm mình giới thiệu đúng không ạ? Nghĩa là bạn biết được một người đó giới thiệu đến trung tâm của mình đúng không ạ? Và cái thời gian của bạn từ lúc đổ đơn đến lúc bay là mấy tháng ạ? Từ lúc đổ đơn đến lúc bay là 3 tháng đến 3 tháng rưỡi. 3 tháng 3 tháng rưỡi, khoảng cuối cùng khoảng 3 tháng 3 tháng rưỡi đúng không ạ? Và nói chung là trong quá trình học tập ở đây thì bạn học được những cái gì đó? Mình thấy ở trung tâm thì luyện được tác phong này, thứ hai nữa là cái khả năng nghe và cái qua cực kỳ tốt, và khả năng tự học, tức là giáo viên ở trung tâm á là hướng dẫn cho mọi người cái cách tự học và chỉ hướng dẫn rất là nhiệt tình. Nói chung là sau khi học thì cái qua với nghe tốt. Giáo viên ở trung tâm thì có cả giáo viên người Việt và cả giáo viên người Nhật đúng không ạ? Đúng rồi. Các bạn là trong quá trình học tập được cái yếu tố về cai qua là tốt nhất đúng không ạ? Cái thứ hai nữa thì bạn cảm nhận như thế nào về ký túc xá của trung tâm? Ký túc xá ở trung tâm thì tiền cũng thoải mái. Nói chung là về vấn đề ăn ở thì ok, đặc biệt là ăn thì ngon. Ăn thì ngon đúng không ạ? Rất là quen thân với cả chị ở căng tin đúng không ạ? Và cái gì ạ? Ngoài cái giờ học ra thì trung tâm có những cái không gian rất là lớn ạ, có thể các bạn vừa tập thể dục thể thao buổi sáng thì tập thể dục thể thao, buổi chiều cũng tập gì ạ, thể dục thể thao thì giúp các bạn trong quá trình học tập được tốt hơn đúng không ạ? Và đặc biệt là trung tâm có cái giờ để học ngoài trời, mọi người học ở trường cảm thấy rất là thoải mái đúng không ạ? Thật sự là cái yếu tố về học ngoài trời thì không phải trung tâm nào cũng có cái điều kiện cái không gian rộng như thế để cho mọi người học tập đúng không ạ? Thì sau chung mình còn vài tiếng nữa thôi thì xuất cảnh đúng không ạ? Và chị này, bạn thì đã kết hôn chưa ạ? Mình chưa kết hôn đúng không ạ? Yếu tố của bạn mà chưa kết hôn thì sang Nhật thì cái điều kiện như là gì ạ? Không bị ràng buộc của gia đình hay tất cả mọi thứ thì cũng cho bạn học một tiếng Nhật thì công việc sẽ thuận lợi hơn những người mà đã kết hôn đúng không ạ? Và sắp xuất cảnh rồi thì cái thời điểm bây giờ thì bạn có một chút lo lắng đúng không ạ? Có chút hồi hộp thì không biết là sang đấy công việc ra sao hay là bao giờ thì mình sẽ quen được với cuộc sống bên Nhật Bản, thì các bạn cũng yêu cầu đấy thì thật sự ai đi cũng lo lắng, nhưng mà trung tâm đã có đầu ngoại các bạn đưa đón các bạn từ bên đấy rồi, không phải lo lắng gì cả về yếu tố là đường đi hay tất cả mọi thứ như thế nào. Và cái thứ hai thì trung tâm cũng cam kết các bạn trong một năm đầu tiên thì đầu ngoại luôn sẽ cánh cùng bạn vấn đề về công việc hay về sức khỏe mọi thứ, các bạn nên liên hệ trực tiếp với anh đầu ngoại bên đấy. Yếu tố tiếp theo thì trước khi xuất cảnh thì bạn có